Chào mừng các bạn đến với kênh The Village of Lee. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kiểu túi rút có viền bèo hai bên rất là dễ thương nè. Túi này các bạn có thể cầm tay, đeo chéo hoặc là mang như ba lô cũng được nha. Về phần nguyên liệu, ở đây là mình dùng hai loại len. Loại thứ nhất là Social Family 5, vì mình đang sẵn có len này để mình dùng. Và với kích thước túi như trong video thì mình dùng gần hết hai cuộn. Và một loại là Milk Cotton Max xanh cuộn 100g, mình dùng để móc bèo cũng như là quai túi thì mình cũng dùng hết gần một cuộn. Nhưng ngoài ra các bạn cũng có thể dùng những loại len khác cũng được nè. Và về phần túi thì mình sẽ móc chập đôi sợi như thế này, nên mình sẽ có hai size kim. Một size là 4.5mm và một size là 5mm, thì các bạn có thể lựa chọn trong hai size này cũng được nha. Ngoài ra nếu các bạn dùng len khác thì các bạn cũng nhớ điều chỉnh size kim cho phù hợp giúp mình nhé. Và để móc được chiếc túi này thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn dễ hình dung nha. Đầu tiên là mình sẽ móc một cái mảnh hình chữ nhật như thế này, và cái bề ngang của hình chữ nhật sẽ là chiều dài của mặt túi. Sau khi mà mình gặp đôi lại, mình sẽ ra được một cái hình dáng túi như thế này nè các bạn. Và cạnh còn lại của hình chữ nhật cũng chính là bề ngang của mặt túi. Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một đoạn dây bính có chiều dài bằng chiều ngang của hình chữ nhật. Ví dụ như chiều dài túi của mình ở đây là 23cm thì đoạn dây bính sẽ bằng 46cm. Và chiều dài này mình chưa tính phần miệng túi nha. Vì sau khi mình móc xong cái mảnh hình chữ nhật này thì mình mới bắt đầu móc phần miệng túi nha các bạn. Và bây giờ mình cùng vào phần móc nha. Như phân tích ở đầu lý, mình có hai size kim. Mình sẽ chọn size 4.5mm. Hai size kim này nó giống nhau đó các bạn, nên mình sẽ lấy ra một cây ha. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt nha. Mình sẽ cầm len như thế này. Sau đó mình đẩy len từ phía trên xuống. Ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Sau đó mình đưa kim qua, vòng kim, lấy len, kéo qua, thả tay ra nè, mình rút len lại, mình đã được một nút thắt. Tiếp theo mình sẽ tạo bính ha. Đầu tiên mình vòng kim, lấy len, kéo qua vòng trên kim, mình được một bính. Tiếp tục vòng kim, lấy len, kéo qua, bính thứ hai. Tiếp tục vòng kim, lấy len, kéo qua, mình được bính thứ ba rồi nè. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến khi độ dài dây bính đạt được chiều ngang hình chữ nhật mà các bạn mong muốn nha. Sau khi mình móc được một đoạn dây bính như thế này thì tiếp theo mình sẽ chập đôi đoạn dây bính này lại và mình kéo căng ra xem là đã đạt được kích thước túi mà mình mong muốn chưa. Mình đã đạt được rồi thì để móc hàng đầu tiên, mình sẽ bỏ qua một chân nè, và mình móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Mình đưa kim qua chân, lấy len qua, trên kim mình có hai vòng len, mình lấy len kéo qua hai vòng, mình đã xong một mũi đơn. Đồng thời mình sẽ đánh dấu lại chân này, vì cái chân đầu tiên này hay bị nhỏ đi mà các bạn mới móc len dễ bị bỏ sót á, nên mình đánh dấu lại nè. Rồi chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn ha, đưa kim qua chân, lấy len lên, trên kim có hai vòng len, lấy len kéo qua hai vòng. Rồi chân tiếp theo cũng là một mũi đơn nè, đưa kim qua chân, lấy len lên, trên kim có hai vòng len, mình lấy len kéo qua hai vòng. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn nè. Rồi hàng này thì mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn nha. Mình đã móc đến cuối hàng, mình cũng xong hàng thứ nhất. Thì đến hàng tiếp theo mình lên một bính, xoay lên lại. Tại chân vừa lên bính cũng là chân đầu tiên nè, thì tại chân này mình sẽ móc vào một mũi đơn. Đến các chân tiếp theo thì mình sẽ móc khác đi một xíu nha các bạn. Bình thường các bạn đưa kim vào hai chân như thế này, thì bây giờ mình sẽ móc hoàn toàn ở chân sau nha các bạn. Đây, những cái chân mà mình đang chỉ đó là chân sau. Và cách móc như sau: mình sẽ đưa kim vào giữa hai chân như thế này để mình lộ ra cái chân sau nè. Đây mình đưa lại nha, đưa kim vào giữa của chân bính nè, lấy len qua và mình móc một mũi đơn. Rồi tiếp tục chân tiếp theo cũng đưa kim vào giữa hai cái chân đó để mình đẩy cái chân sau ra nè, và mình sẽ móc vào một mũi đơn. Rồi tiếp tục chân tiếp theo cũng tại chân sau, mình cũng móc vào một mũi đơn. Vậy là đến các chân tiếp theo, mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn và móc ở chân sau cho đến còn một chân cuối nha các bạn.
Đến cuối hàng mình còn một chân là chân đánh dấu nè, thì tại chân này mình sẽ móc vào một mũi đơn và mình sẽ đưa kim qua hai chân luôn nha các bạn. Tức là mình sẽ móc một mũi đơn như bình thường thôi. Vậy là mình đã xong hàng thứ hai. Đến hàng thứ ba mình lên một bính, xoay lên lại. Tại chân vừa lên bính, các bạn nhớ giúp mình ha, ở đầu hàng và cuối hàng thì mình sẽ móc một mũi đơn qua cả hai chân luôn. Rồi mình sẽ đánh dấu lại chân này nha. Sau khi móc xong chân đầu tiên là một mũi đơn bình thường, thì đến các chân tiếp theo mình sẽ móc khác đi. Hàng này mình sẽ móc ở chân trước. Chân trước là mình sẽ đưa kim từ dưới lên trên, để mình đẩy cái chân trước ra phía như thế này. Sau đó mình lấy len móc một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo mình làm lại cho các bạn xem nha. Mình xoay lại cho các bạn dễ thấy nè. Mình đưa kim từ dưới lên trên, đẩy cái chân trước ra và mình móc một mũi đơn. Tiếp tục mình đưa kim từ dưới vào chính giữa của cái chân để mình đẩy chân trước ra và mình móc một mũi đơn. Tiếp tục chân tiếp theo cũng tại chân trước nè, mình cũng móc vào một mũi đơn. Đến các chân tiếp theo, cứ mỗi chân tại chân trước các bạn móc cho mình một mũi đơn, cho đến còn một chân cuối nha. Đến cuối hàng mình còn một chân, thì chân cuối mình sẽ móc vào một mũi đơn, đồng thời mình đưa kim qua hai chân luôn nha các bạn. Mình đã xong hàng thứ ba. Đến hàng thứ tư mình lên một bính, xoay lên lại. Hàng thứ tư mình sẽ thực hiện tương tự như hàng hai ở phía dưới. Chân đầu tiên là chân vừa lên bính, mình sẽ móc vào một mũi đơn qua cả hai chân luôn. Rồi mình sẽ đánh dấu lại chân này nhé. Thì đến các chân tiếp theo, từ chân số 2 trở đi mình sẽ móc ở chân sau. Mình đưa kim vào giữa, đẩy chân ra nè, và mình móc một mũi đơn. Chân tiếp theo đưa kim vào ở giữa, mình đẩy chân sau ra và mình móc một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Rồi đến các chân tiếp theo, cứ mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn và mình móc hoàn toàn ở chân sau cho đến còn một chân cuối nha. Đến cuối hàng tại chân đánh dấu, đó là chân cuối nè, thì mình sẽ móc vào đây một mũi đơn và mình sẽ đưa kim vào hai chân luôn nha. Mình đã móc xong hàng thứ tư. Đến hàng thứ năm mình lên một bính, xoay lên lại. Hàng thứ năm thì mình lại móc tương tự như hàng thứ ba ở phía dưới. Và các bạn nhớ là ở đầu hàng và cuối hàng thì mình sẽ móc một mũi đơn qua cả hai chân. Thì từ chân số 2 trở đi mình mới bắt đầu móc ở chân sau hoặc là chân trước. Hàng này thì mình sẽ móc ở chân trước nha các bạn. Mình xen kẽ đó. Hàng vừa rồi là mình móc ở chân sau, thì hàng này mình sẽ móc ở chân trước. Chân trước thì mình sẽ đưa kim từ dưới lên trên vào giữa hai chân và mình sẽ móc một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo cũng đưa kim từ dưới lên trên nè, đẩy cái chân trước ra và mình móc một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Vậy là cứ mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi đơn và móc ở chân trước cho đến còn một chân cuối. Thì tại chân cuối mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn, nhưng mà mình sẽ đưa kim vào hai chân. Và tiếp tục đến hàng 6 thì mình sẽ lặp lại tương tự như hàng 4, tức là mình sẽ móc ở chân sau. Và đến hàng 7 thì mình lại móc như hàng 5, mình sẽ móc ở chân trước. Các bạn cứ xen kẽ một hàng chân trước, một hàng chân sau cho đến khi đạt được độ rộng của túi mà các bạn mong muốn nha. Mình đã móc được những hàng rồi và cái bề rộng của mình đã đạt được cái độ dài mình mong muốn. Ở đây là mình được 27 cm. Thì tiếp theo mình sẽ may lại ha. Đây là mặt phải của túi nha các bạn. Thì mình sẽ đưa mặt phải vào trong, mình sẽ gặp đôi túi lại như thế này và mình sẽ đưa mặt trái ra ngoài. Mình sẽ may hoàn toàn ở mặt trái và mình sẽ may hai cạnh lại với nhau bằng mũi đơn ha. Rồi bây giờ mình cùng may nhé. Cái điểm mà mình kết thúc nè, mình sẽ kéo len lên một đoạn, sau đó ở cạnh đối diện nè, tại cái chân mình đánh dấu cũng là cái chân đầu tiên, mình sẽ đưa kim từ dưới lên trên, sau đó mình luồn qua sợi len bên này và lúc này mình kéo cái sợi len qua cái chân mũi đầu tiên. Rồi tiếp theo mình sẽ lên một bính. Rồi tiếp tục tại chân đầu tiên của cạnh bên này, mình đưa kim qua chân. Tiếp tục mình đưa kim qua chân đầu tiên của cạnh bên kia, là cái chỗ mà mình vừa lấy len để nối đó các bạn.
rồi mình đưa kim qua, sau đó mình móc một mũi đơn. May cái này thì đơn giản rồi ha, các bạn cứ đối xứng từ chân bên này, đối xứng qua chân bên kia và mình sẽ móc một mũi đơn. Tiếp tục mình đối xứng từ chân mũi bên này qua chân mũi bên kia và mình móc một mũi đơn. Rồi tiếp tục nè, đưa kim từ chân bên này qua chân bên kia và mình móc một mũi đơn. Đến các chân tiếp theo thì các bạn cứ đối xứng từ chân bên này qua chân bên kia và mình móc một mũi đơn nha. Ở đây là mình còn 5 chân nè, tại vì mình móc nó bị lẻ chân á, nên mình cũng đối xứng từ chân bên này qua chân bên kia trước đã ha. Mình móc một mũi đơn nè. Do cái đoạn dây bính khởi tạo của mình ban đầu là số lẻ nên cuối hàng đây mình bị lẻ chân á, nên mình cứ đưa kim từ chân bên này đối xứng qua chân bên kia trước đã ha. Và mình cứ móc một mũi đơn nè. Tới đây rồi còn một chân các bạn có thể bỏ qua cũng được. Ở đây là mình cũng đưa kim vào luôn và mình cũng móc một mũi đơn. Rồi sau đó mình sẽ lên thêm một bính nữa và mình cắt lên. Vậy là mình đã may xong một bên, bên còn lại mình cũng sẽ may tương tự. Mình đưa kim vào chân đầu tiên của cạnh bên này, tiếp tục đưa kim vào chân đầu tiên của cạnh bên kia. Sau đó mình lấy len kéo qua, và trước khi lấy len kéo qua thì mình sẽ tạo một nút thắt ở bên ngoài trước ha. Mình đã tạo nút thắt xong rồi thì lúc này mình mới kéo qua hết hai chân. Rồi mình lên một bính. Tại cái chân mình vừa lấy len nè, là chân đầu tiên, mình đưa kim qua chân bên này. Tiếp tục mình lại đưa kim vào cái chân đầu tiên của cạnh bên kia. Rồi len thường mình vắt lên mình giấu đi ha. Và mình cũng móc một mũi đơn để mình nối. Rồi tiếp tục mình cũng đưa kim từ chân bên này đối xứng qua chân bên kia. Và mình cũng nối bằng một mũi đơn. Đến các chân tiếp theo thì các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nhé. Mình sẽ đưa kim từ chân bên này đối xứng qua chân bên kia và mình sẽ móc vào một mũi đơn. Mình gặp lại các bạn sau khi may xong cạnh này nhé. Ở đây là mình đã may xong hai cạnh rồi nè các bạn. Mình chừa lại một cạnh để làm phần miệng túi. Thì sau đó mình sẽ đưa mặt phải ra ngoài ha. Và tiếp theo mình sẽ bắt đầu móc phần miệng túi. Mình sẽ bắt đầu từ cạnh bên tay phải nha. Tại cái đường may là điểm nối giữa hai cạnh đó các bạn, mình sẽ đưa kim vào cái chân đó ha. Rồi sau đó mình lấy len qua. Rồi bây giờ mình lên hai bính. 1 2. Tiếp tục, đây là hàng đầu tiên mình bỏ qua, mình sẽ móc vào hàng tiếp theo một mũi đơn. Phần len thừa mình cũng giấu đi ha. Sau đó mình lên một bính, bỏ qua một hàng và mình sẽ móc vào hàng tiếp theo một mũi đơn. Sau đó lên một bính. Rồi bây giờ mình lặp lại nha. Mình sẽ bỏ qua một hàng nè và mình sẽ móc vào hàng tiếp theo một mũi đơn. Phần len thừa mình cũng sẽ giấu đi ha. Sau đó mình lên một bính. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại ha. Mình bỏ qua một hàng và mình sẽ móc vào hàng tiếp theo một mũi đơn và lên một bính. Các bạn cứ lặp lại như vậy giúp mình nha. Mình cứ bỏ qua một hàng và mình sẽ móc vào hàng tiếp theo một mũi đơn và lên một bính cho đến cuối hàng. Ở đây là mình đã móc tới cái đường may của cái cạnh đối diện nha, chưa phải là cuối hàng nha. Mình đã móc xong một mũi đơn và lên một bính rồi, thì tại cái đường may này mình sẽ đưa kim vào và mình cũng móc vào một mũi đơn và lên một bính nha các bạn.
Rồi đến cái chân tiếp theo mình cứ lặp lại thôi, mình bỏ qua một hàng và mình sẽ móc vào hàng tiếp theo một mũi đơn. Sau đó là lên một bính, rồi mình lặp lại nè, mình bỏ qua một hàng và mình sẽ móc vào hàng tiếp theo là một mũi đơn. Sau đó lên một bính, rồi tiếp tục mình bỏ qua một hàng nè và mình móc vào hàng tiếp theo một mũi đơn. Và lên một bính, các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến cuối hàng luôn nha. Mình móc gần về cuối hàng rồi là cái điểm may nè. Thì ở đây mình đã móc xong một mũi đơn và lên một bính. Ở đây là mình còn hai hàng thì tiếp tục mình bỏ qua một hàng và mình sẽ móc vào hàng cuối là một mũi đơn. Chỗ này là mình không thêm bính nào nữa nha các bạn. Sau đó để kết thúc hàng thì ở đây là dây hai bính ở đầu hàng đúng không? Thì mình sẽ kết mũi trượt tại chân bính đầu tiên. Mình đưa kim qua, lấy len rồi kéo luôn qua vòng len trên kim. Mình đã xong một mũi trượt. Đến hàng tiếp theo mình tiếp tục lên hai bính. Một, mình sẽ đánh chéo lại chân một bính này nha, để cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt vào đây. Rồi bây giờ mình lên thêm một bính nữa cho đủ hai bính ha. Tiếp theo mình sẽ bỏ qua cái chân bính ở phía dưới á và mình sẽ móc vào chân mũi đơn một mũi đơn. Tiếp tục lên một bính, bỏ qua một chân bính phía dưới và mình móc vào chân tiếp theo là chân mũi đơn á, một mũi đơn. Rồi mình lên một bính. Tiếp tục nè, mình bỏ qua một chân bính nè và mình móc vào chân tiếp theo cũng là chân mũi đơn ở phía dưới đó, thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Và lên một bính, rồi tiếp tục ha, bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo là chân mũi đơn ở phía dưới thì mình sẽ móc vào một mũi đơn. Và lên một bính, đến các chân tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Mình bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi đơn và lên một bính. Các bạn cứ thực hiện như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng ở đây là mình còn hai chân này thì mình tiếp tục bỏ qua một chân và mình sẽ móc vào chân mũi đơn cuối một mũi đơn. Và chỗ này mình không lên bính nha các bạn. Sau đó để kết thúc hàng thì tại chân đánh dấu cũng là chân bính đầu tiên của dây hai bính, mình sẽ móc vào một mũi trượt, mình đưa kim qua chân, rồi lấy len qua, rồi mình kéo luôn qua vòng len trên kim. Vậy là mình đã xong. Đến hàng tiếp theo mình lên hai bính, mình cũng sẽ đánh dấu lại chân bính đầu tiên trước đã ha. Rồi bây giờ mình lên thêm một bính nữa nè. Hàng này mình sẽ móc tương tự như hàng vừa rồi nha các bạn. Tức là mình sẽ bỏ qua một chân bính nè và mình sẽ móc vào chân tiếp theo là chân mũi đơn một mũi đơn. Sau đó lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Và lên một bính, tiếp tục bỏ qua một chân, móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Và lên một bính, đến các chân mũi đơn tiếp theo các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình nha. Mình sẽ móc vào một mũi đơn và lên một bính cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng mình sẽ kết mũi trượt tại chân đánh dấu nè. Rồi đến cái hàng tiếp theo thì các bạn cứ lặp lại tương tự như hàng vừa rồi cho đến khi đạt được cái phần miệng túi mà các bạn mong muốn nha. Mình đã móc về cuối hàng rồi nè, mình đã móc xong một mũi đơn và lên một bính thì tiếp tục mình sẽ bỏ qua một chân, móc vào chân cuối một mũi đơn. Và các bạn nhớ là chân cuối này mình không lên thêm bính nào nữa nha. Và để kết thúc hàng thì mình sẽ kết mũi trượt tại chân đánh dấu. Và mình cũng đã móc xong 6 hàng cũng như là đạt cái độ dài miệng túi mà mình mong muốn rồi. Thì mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len nha. Rồi mình rút len lại nè, cái phần len thừa này các bạn giấu đi cho mình nữa là xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc phần dây để mình cài vô miệng túi nha. Mình đã móc xong 2 dây rồi nè các bạn. Thì 2 dây này các bạn chỉ cần tạo cho mình một đoạn dây bính thôi. Mà sau khi mình gặp đôi đoạn dây bính này lại sẽ có chiều dài bằng phần miệng túi. Đồng thời các bạn sẽ móc dư ra cho mình từ 10 cho đến 15 xăng để mình chừa phần để mình rút dây túi ha. Rồi cái đoạn còn lại mình cũng móc tương tự nè. Mình sẽ móc bằng cái phần miệng túi, sau đó mình móc dư ra thêm một đoạn dài từ 10 cho đến 15 xăng ha. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luồn dây vào miệng túi nha. Rồi mình sẽ lấy dây đầu tiên, một đầu dây mình sẽ luồn qua kim. Mình sẽ luồn vào hàng đầu tiên của phần miệng túi và mình sẽ luồn từ bên tay phải
sang tay trái. Và khoảng cách thì các bạn canh chỉnh cho phù hợp nhé. Mình đã luồn xong một phần dây rồi thì đầu dây còn lại mình sẽ luồn vào cạnh miệng túi còn lại nha các bạn. Mình đã luồn xong một dây rồi thì phần dây còn lại mình sẽ luồn và mình bắt đầu từ cái điểm kết thúc của phần dây đầu tiên nha. Đây nè, bên tay phải này nha các bạn. Mình đã luồn xong 2 dây rồi thì tiếp theo mình sẽ xỏ dây vào cái hạt để mình trang trí nha các bạn. Các bạn có hạt thì trang trí, còn không có hạt thì mình chỉ cần gút thắt lại thôi là được nè. Đây, các bạn gút thắt như thế này nha. Nếu như các bạn không có hạt á thì các bạn có thể gút y chang như vậy giúp mình nhé. Rồi sau đó phần len thừa thì mình cắt đi nữa là xong. Và mình sẽ điều chỉnh lại độ dài dây hai bên cho đều nữa là xong nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần bèo nha. Ở đây là mình đã móc bèo được một bên rồi. Và cách xác định như sau. Mình sẽ đếm vào 4 hàng. Các bạn thấy đây là cái hàng mà lộ ra cái chân nè. Thì cách đó một hàng, mình sẽ móc phần bèo. Thì bên kia cũng tương tự ha. Đây cái hàng lộ ra một chân nè. Thì cách đó một hàng mình tới hàng tiếp theo. Mình sẽ bắt đầu từ cái hàng đó nha. Mình sẽ bắt đầu tại chân đầu tiên, mình đưa kim qua chân. Sau đó mình lấy len qua, phần bèo thì mình chỉ móc một sợi thôi nha các bạn. Rồi các bạn lên cho mình 2 bính, 1, 2. Tại chân vừa lên bính, mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn. Mình vòng một len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim mình có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên. Tiếp tục mình kéo qua 2 vòng còn lại. Mình đã xong một kép đơn. Tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một kép đơn nữa. Mình vòng một len rồi nè, đưa vào chân, lấy len. Trên kim mình có 3 vòng len thì mình sẽ kéo qua 2 vòng đầu tiên trước. Tiếp tục kéo qua 2 vòng còn lại. Mình đã xong chân đầu tiên. Đến các chân tiếp theo mình cũng móc tương tự nha. Mỗi chân mình sẽ móc vào 2 mũi kép đơn nha các bạn. Và các bạn giấu len thừa trên kim giúp mình. Kép đơn thì mình sẽ kéo qua 2 vòng len đầu tiên. Kéo qua 2 vòng len còn lại, mình đã xong một kép đơn. Tiếp tục tại chân đó, mình vòng một len rồi nè, đưa vào chân, lấy len qua. Kéo qua 2 vòng len đầu tiên, kéo qua 2 vòng len lần thứ 2. Đến các chân tiếp theo các bạn cũng sẽ móc vào cho mình 2 mũi kép đơn trung chân nha. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết cái phần thân túi ở bên đây. Rồi tiếp tục mình móc tiếp qua phần thân túi ở bên kia luôn nha. Và móc cho đến cuối hàng. Mình móc gần về cuối hàng rồi nè. Ở đây là mình còn một chân, thì tại chân này mình cũng sẽ móc vào 2 mũi kép đơn ha. Một kép đơn nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2 kép đơn. Vậy là mình đã xong hàng thứ nhất. Đến hàng thứ hai mình lên 2 bính, 1, 2, mình xoay lên lại.
Tại chân vừa lên bính cũng là chân đầu tiên thì mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự ha. Hàng này thì đơn giản rồi, mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi kép đơn nha. Và các bạn cứ móc như vậy cho hết phần viền bên này, vòng xuống cho đến phần viền bên kia luôn nha. Mình móc gần xong rồi nè các bạn. Ở đây là mình có một chân nè, thì mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Rồi chỗ này các bạn tránh bị sót chân ha. Mình tách ra cho các bạn thấy, ở đây là mình còn một chân nhỏ nè, thì mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn. Vậy là mình đã xong hàng thứ hai. Đến hàng thứ ba mình lặp lại tương tự như hàng số 2 ha. Mình lên hai bính nè, xoay lên lại. Rồi tại chân vừa lên bính cũng là chân đầu tiên, mình sẽ móc vào một mũi kép đơn. Rồi đến chân tiếp theo mình cũng sẽ móc vào một mũi kép đơn. Đến chân tiếp theo cũng tương tự ha, mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Vậy hàng này mỗi chân các bạn đều móc cho mình một mũi kép đơn cho đến phần viền ở cạnh bên kia luôn nha. Đến cuối hàng ở đây là mình còn một chân nè, thì mình sẽ móc vào đây một mũi kép đơn nha. Vậy là mình đã xong hàng thứ ba, sau đó mình lên thêm một bính nữa và mình cắt len. Phần len thừa này mình sẽ dùng kim và giấu đi cho gọn nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc phần bèo rồi, thì tiếp theo mình sẽ bắt đầu móc phần quai cầm nhé. Ở đây bên này mình đã móc xong được quai cầm rồi nè, thì bên còn lại mình cũng sẽ móc tương tự như các bạn. Và trước khi móc thì mình cũng sẽ tạo một nút thắt ha. Mình đẩy lên xuống nè, ngón cái ngón giữa mình giữ lên. Mình đưa kim qua vòng tròn, vòng kim lấy len kéo qua, thả tay rút lên, mình đã được một nút thắt. Theo tại chân đầu tiên, chỗ mà mình móc viền bèo đó các bạn, mình sẽ đưa kim qua rồi lấy len lên. Trên kim mình có hai vòng len, mình lấy len kéo qua luôn nè. Mình đã xong một mũi đơn. Tiếp tục đến thân kép đơn nè, mình đưa kim qua rồi vắt len thừa lên trên kim. Sau đó mình lấy len kéo qua, tiếp tục lấy len kéo qua hai vòng len, mình đã được mũi đơn thứ hai. Tiếp tục chân tiếp theo nè, mình cũng móc một mũi đơn ha. Rồi mình đã xong 3 mũi đơn thì đến hàng tiếp theo mình xoay lên lại ha. Tại chân đầu tiên nè, đây là cái chân này, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Phần quai túi này mình sẽ sử dụng hoàn toàn bằng mũi đơn cho chắc chắn nha. Rồi chân tiếp theo mình cũng sẽ móc một mũi đơn. Rồi chân cuối là chân số 3 nè, mình cũng sẽ móc vào một mũi đơn. Vậy là mình đã xong hàng thứ hai. Đến hàng thứ ba mình xoay lên lại nè. Tại chân đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi đơn. Hàng này mình sẽ thực hiện tương tự như hàng 2 nha các bạn. Mỗi chân là mình sẽ móc một mũi đơn. Ở đây là mình có 3 chân thì mình sẽ có 3 mũi đơn ha. Rồi mình đã xong hàng thứ ba. Đến cái hàng tiếp theo các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy giúp mình nha. Mình xoay lên nè. Rồi ở đây mình có 3 chân thì mỗi chân mình sẽ móc một mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, tiếp tục chân tiếp theo. Mũi đơn thứ hai, tiếp tục chân tiếp theo. Và mũi đơn thứ ba. Vậy là đến cái hàng tiếp theo các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy cho mình nha, cho đến khi đạt được độ dài quai túi mà các bạn mong muốn nha. Sau khi đạt được độ dài quai túi mong muốn, ở đây là mình đã móc xong được 40 hàng. Và bên kia mình cũng sẽ móc 40 hàng tương tự nha các bạn. Thì tiếp theo là mình sẽ may vào phần bèo còn lại. Cũng tại cái chân mà mình móc bèo nè các bạn, mình sẽ đưa kim qua chân. Tiếp tục đưa kim qua vòng len mình đã trừ ra ở hàng 40 á.
sau đó mình lấy len kéo qua. Rồi tiếp theo mình len một bính. Rồi đến thân của kép đơn nè, mình sẽ đưa kim qua. Tiếp theo là mình sẽ nối vào chân thứ hai của phần dây nha. Vì chân đầu tiên là mình đã nối vào mới nãy rồi đó, thì bây giờ mình kéo qua, mình móc một mũi trường. Tiếp tục đưa kim qua chân tiếp theo, đối xứng qua chân thứ ba, cũng là chân cuối của phần dây. Rồi lấy len kéo qua, và mình kéo luôn qua vòng đan chân kim để mình móc một mũi trường. Rồi bây giờ mình sẽ nối thêm một lần nữa để cho phần dây nó khít hơn ha. Tức là đây là cái vòng len bên hông nè các bạn. Các bạn thấy rõ không? Mình sẽ đưa kim qua vòng len này ha. Rồi lấy len kéo qua. Rồi kéo qua luôn nè. Móc một mũi trường. Sau khi nối xong thì mình sẽ lên thêm một bính nữa và mình cắt len đi. Phần len thừa này các bạn cũng giấu đi luôn ha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn móc phần quai túi rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần dây để làm ba lô nha. Phần dây này mình cũng có thể may vào phần miệng để mình làm thành túi đeo chéo cũng được nha. Mình sẽ chừa một đoạn len dài để cuối hàng mình sẽ may vào nha các bạn. Rồi trước tiên các bạn cũng sẽ tạo cho mình một nút thắt nha. Rồi sau đó các bạn lên cho mình 4 bính. Mình vòng kim kéo qua nè, được một bính. Tiếp tục vòng kim kéo qua bính thứ hai, bính thứ ba và bính thứ tư. Sau đó mình sẽ bỏ qua một chân và mình móc vào chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Vậy là mình đã xong hàng đầu tiên. Đến hàng tiếp theo mình xoay lên lại. Hàng này mình có 3 chân thì mỗi chân các bạn móc cho mình một mũi đơn nha. Đây là chân đầu tiên nè, mình sẽ móc vào một mũi đơn. Tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi đơn. Đến chân cuối mình cũng móc một mũi đơn. Vậy là mình đã xong hàng thứ hai. Đến cái hàng tiếp theo các bạn thực hiện tương tự như hàng 2. Mình xoay lên lại nè. Chân đầu tiên mình móc một mũi đơn. Hàng này là mình có 3 chân thì mình sẽ móc đủ 3 mũi đơn nha các bạn. Mũi đơn thứ hai rồi nè. Rồi chân cuối. Do mình không có lên bính ở đầu hàng nên sẽ hơi khó đôi kia một xíu ha. Và mũi đơn thứ ba. Và các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy giúp mình cho đến khi đạt được cái độ dài dây mà các bạn mong muốn nha. Sau khi đạt được độ dài dây mà mình mong muốn rồi thì tiếp theo mình sẽ lên thêm một bính nữa và mình cắt len. Và các bạn nhớ là chừa cho mình một đoạn len dài để tí nữa mình sẽ may trực tiếp vào cho gọn nha. Nếu bạn nào làm ba lô như mình thì các bạn móc cho mình 2 sợi dây tương tự nhau. Còn các bạn đeo chéo thì chỉ cần móc 1 sợi là được nè. Rồi bây giờ mình cũng sẽ may vào nha. Mình sẽ may sát bên cái phần bèo luôn nha các bạn. Và cách may các bạn sẽ thực hiện như thao tác trong video nha.
Vậy là mình đã may xong được một bên rồi nè. Bên còn lại các bạn cũng may tương tự như vậy giúp mình nhé. Vậy là cuối cùng video hướng dẫn móc túi rút, cầm tay hoặc là đeo như ba lô của mình cũng đã hoàn tất rồi. Mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy clip hay đừng quên cho mình một tim và một follow ủng hộ mình nhé.